Thanh Kiên Vlog xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú, anh chị mình xem tiếp một đoạn đường này nữa. Đường này cô chú, anh chị, thì đầu đường là DT741. Thì cuối đường thì mình qua bên cát cô chú, anh chị. Thì Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú, anh chị mình xem trên tuyến đường này coi có gì mới lạ hay là đông đúc gì không ha, cô chú, anh chị. Thì đường này là đường huyện DT DH 06 hay cô chú anh chị. Thì đường này cũng được gọi là mình đi vô qua diện tránh Phú Hòa luôn đó cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên có dịp đi ngang, Thanh Kiên chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem vào ban ngày. Hôm bữa Thanh Kiên cũng có chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem một lần rồi, nhưng mà vào ban đêm tối quá không có gì để xem. Hôm nay Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem vào ban ngày ha cô chú anh chị. Thì đường DH604 này ha cô chú anh chị, hồi trước nhỏ lắm, thì bây giờ đã nằm đường ra to lớn, nhìn thấy cũng khang trang sạch đẹp lắm. Thì nói chung là bây giờ mình đi rất là thoải mái hơn hồi trước. Hồi trước Thanh Kiên đi là chỉ có hai làn xe chạy thôi, không có làn xe máy. Thì bây giờ đã mở rộng tuyến đường ra thì có thêm được làn xe máy đi rồi, thì đi rất là thoải mái, thông thoáng hơn cô chú anh chị. Thì do Thanh Kiên để điện thoại trước đầu xe tải cô chú anh chị thì hơi rung lắc tí xíu, thì mong cô chú anh chị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho Thanh Kiên. Thì Thanh Kiên cũng mới làm YouTube nên không có gặp gì chấm rung hay là phim ảnh, thì Thanh Kiên cũng đang tập làm. Thì mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương Thanh Kiên, để lại cho Thanh Kiên một lượt đăng ký cũng như một dòng comment góp ý, một like, một chia sẻ hay cô chú anh chị. Thì cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Thì trước mặt Thanh Kiên đó cô chú anh chị, ở bên tay phải màn hình cô chú anh chị mình xem á, mình vô công viên tránh Phú Hòa cô chú anh chị. Thì trên đường này cô chú anh chị cũng không có dài lắm, tầm khoảng 6-7 cây số. Thì Thanh Kiên chia sẻ từ từ cho cô chú anh chị mình xem hết tuyến đường luôn. Thì những lúc nào mà rung lắc quá thì Thanh Kiên xin phép cắt bỏ bớt để cho video clip của Thanh Kiên nó gọn lại hết cô chú anh chị. Thì ở ngã ba này cô chú anh chị, ở bên tay phải màn hình là vô tránh Phú Hòa hả cô chú anh chị. Thì cũng như cô chú anh chị thấy đó, ở đường DH0405 này đi rất là thoải mái, thông thoáng, mát mẻ, đường thì vắng hả cô chú anh chị, đi rất đêm, hai bên cây cô su che lại rất là mát mẻ luôn cô chú anh chị. Thì ở đường này cô chú anh chị bằng đêm á thì mình cũng nên hạn chế đi xe máy á, vì cái đường này cũng hơi hiểm, đường có khúc vắng, nhà cửa thì chiều cũng đã tắt, ta ngủ hết rồi tối. Thì cô chú anh chị mình đi cũng hạn chế vào bằng đêm. Thì Thanh Kiên chuyên cập nhật và chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem trên tuyến đường quốc lộ như đường quê hương, cảnh đồng quê, gánh gọi. Thì Thanh Kiên đi chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem khu chợ, khu du lịch, vui chơi, giải trí, để cho cô chú anh chị mình xem, để những lúc mình đi làm về mặt mỏi cô chú anh chị mình xem nó cũng đỡ buồn. Thì Thanh Kiên cũng rất mong cô chú anh chị và các bạn đừng tiếc gì cho Thanh Kiên một lượt đăng ký cũng như một dòng comment góp ý, một like, một chia sẻ hay cô chú anh chị, để cho Thanh Kiên có tiếp tục chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị mình xem những tuyến đường hay là đồng quê, du lịch hay khu chợ vui chơi giải trí, để cho cô chú anh chị mình xem những lúc mình đi làm về mệt mỏi mình xem đỡ buồn hay cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên quay lại trên tuyến đường này cô chú anh chị, thì mình đi rất là thông thoáng, không có ổ gà ổ voi gì hết, mình đi rất là thoải mái, đường thì rộng lớn, đi im đêm cô chú anh chị. Thì ở ngã tư này cô chú anh chị là Mỹ Phước Tân Vạn ha cô chú anh chị. Bên tay phải thì mình về Thủ Dầu Một, bên tay trái thì mình đi Bầu Bàng ha cô chú anh chị. Còn Thanh Kiên thì đi thẳng ra quốc lộ 13 về hướng Bến Cát. Thì
do Thanh Kiên để điện thoại đầu xe tải cô chú anh chị, thì cô chú anh chị mình xem thì chắc biết cô chú anh chị mình phê bình lý do tại sao mình ra phim mà lại lung lắc dữ dội vậy. Thì Thanh Kiên cũng nói thật với cô chú anh chị, thì Thanh Kiên điện thoại cũng vừa ngon thôi, để điện thoại trên đầu xe tải nữa nên không có chống rung trong biết đi thì nó hơi lung lắc. Mong cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho Thanh Kiên ha. Thì Thanh Kiên cũng mới tập làm YouTube với cô chú anh chị nên Thanh Kiên cũng không có gặp nhiều phim ảnh nên nó ra thì không có đẹp như những anh YouTube đi trước. Và anh YouTube chuyên nghiệp, còn em thì nghiệp dư thôi, chủ yếu chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem những tuyến đường tour du lịch vui chơi giải trí là Thanh Kiên cũng thấy vui rồi. Còn chuyện sau này thì từ từ tính ha cô chú anh chị. Trước mắt này Thanh Kiên cứ biết chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem như vậy thì cũng mong cô chú anh chị mình cũng thông cảm và bỏ qua cho Thanh Kiên ha. Thì Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem hết tuyến đường này thì ra giao cắt dưới quốc lộ 13 thì Thanh Kiên kết thúc video clip ha cô chú anh chị. Thì do Thanh Kiên không có gặp được cô chú anh chị nên bữa nay Thanh Kiên đọc hành với chị Google, mấy chị Google chỉ được có khi nào chỉ tầm 7 không nữa. Bây giờ này Thanh Kiên đi giờ trưa cô chú anh chị nên đường xá rất là vắng vẻ, buổi chiều tầm 4:30 chiều thì đường đi rất là đông đúc tại vì ở đây là khu công nghiệp Mỹ Phước cô chú anh chị công nhân ra nhiều lắm. Thì ở ngã ba trước mặt của Thanh Kiên đó cô chú anh chị, ở bên tay trái là vô khu công nghiệp Mỹ Phước 1 hay cô chú anh chị, thì Thanh Kiên vẫn tiếp tục đi thẳng ở đường 2 tháng 9. Thì từ đường DH04 Thanh Kiên rẽ tay phải đi qua đường 2 tháng 9 để ra quốc lộ 13 đi về hướng Bến Cát hay cô chú anh chị. Thì trên đường 2 tháng 9 này có khúc nó dằn quá cô chú anh chị, thì Thanh Kiên xin phép cắt bỏ bớt để cho video clip mình nó gọn lại cho nó đỡ dằn khúc dằn lại của chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho Thanh Kiên ha. Dạ, Thanh Kiên cũng mỗi ngày ra một video clip, nếu không chia sẻ trên đường thì Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem cảnh đồng quê hoặc là khu du lịch vui chơi giải trí hay khu chợ đêm ha cô chú anh chị. Thì do thời gian không chỉ đi làm nên Thanh Kiên cũng ít có đi quay nhiều chỗ các thứ cho cô chú anh chị mình xem. Thì nếu sau này có cơ hội thì Thanh Kiên sẽ đi chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem các tuyến đường như những khu du lịch lớn hay cô chú anh chị. Thì nhiều khi mình không có người đi được và có người cũng chưa đi thì mình ở nhà mình xem cũng đỡ buồn, mình biết khu du lịch đó nằm ở vị trí nào và đẹp hay xấu. Ví dụ mình có cơ hội thì mình đi thì mình lựa chọn những khu du lịch mình đi cũng vui và thoải mái hơn cô chú anh chị. Còn như trên các tuyến đường thì cũng nhiều anh chị đã đi, nhiều cô chú cũng đã từng đi qua, cũng nhiều cô chú anh chị và cũng chưa đi. Thì nếu chưa đi thì mình xem, mình để đó, nếu sau này mình có đi mình sẽ chọn được tuyến đường đó. Thấy Thanh Kiên chia sẻ đường đó đi không có hiệp điểm, không dặn, không ấy thì mình nên chọn đường đó mình đi cho nó thoải mái hơn rồi cho anh chị. Thì Thanh Kiên cũng sắp cuối đường 2 tháng 9 cô chú anh chị, thì cũng qua giao cắt dưới quốc lộ 13. Thì Thanh Kiên kết thúc video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay. Thì mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương Thanh Kiên, đừng bỏ quên Thanh Kiên nha. Nhớ cho Thanh Kiên xin một lượt đăng ký cũng như một dòng comment góp ý, cũng như dòng comment chỉ biểu cho Thanh Kiên làm hình như thế nào cho nó đẹp và bắt mắt hơn. Thì Thanh Kiên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều. Thì trước mặt Thanh Kiên là đường giao cắt với quốc lộ 13 có hai hướng đi. Mình nghe tay trái thì mình về thành phố Hồ Chí Minh, tay phải thì mình lên Trân Thành, Bình Phước hay cô chú anh chị.
Thanh Kiên xin kết thúc video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay. Thanh Kiên xin chào tạm biệt cô chú anh chị, và hẹn cô chú anh chị gặp lại Thanh Kiên những video clip sau.